Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Channel. Hiện nay bộ kính Oculus Quest đang rất được các bạn ưa chuộng luôn. Nhưng mà sau khi các bạn mua bộ kính này về thì rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi là không biết mình nên mua những tựa game nào đầu tiên. Vì khi các bạn truy cập vào hệ thống store của Oculus á, nó có tới cả ngàn tựa game phía bên trên luôn. Thì sau đây Hello Shop sẽ mang đến cho bạn năm cái tên bạn nên chơi thử đầu tiên khi bạn sở hữu bộ kính này nhé. Đầu tiên á, là mình sẽ nói tới tựa game là Beat Saber. Thật khó để tưởng tượng một cái danh sách game về VR nào mà lại không có cái tên này xuất hiện luôn. Tại vì sao vậy? Đây là một cái tựa game có thể coi là quốc dân luôn của những cái người mà chơi một cái Oculus Quest luôn ạ. Game á, thì là một tựa game âm nhạc, sở hữu một cái số lượng bài nhạc cực kỳ đa dạng luôn. Thậm chí mới đây nha, trong cái hệ thống DLC của game á, còn cập nhật thêm những bài nhạc của bên là BTS nè, rồi có của Linkin Park nè, Lady Gaga nè, rất nhiều các là cái bài nhạc nổi tiếng luôn. Sau đó nữa là bên trong game nha, thì thay vì các bạn chỉ đứng, các bạn chỉ qua tay một cách đơn giản thôi, game liên tục bổ sung thêm nhiều cái chế độ chơi mới. Thì ở đây chúng ta sẽ có chế độ chơi game bằng một tay á, rồi sau đó chúng ta sẽ có để chế độ chơi game ở góc 90 độ, 360 độ, thậm chí có cái góc là 180 độ luôn, để các bạn có thể thoải mái quay luôn, quay xung quanh cái bản thân mình luôn. Tựa game này á, không chỉ á, dành cho các bạn nào muốn chơi mà để muốn tận hưởng âm nhạc đâu, và game còn có cái tác dụng giảm mỡ và đốt calo rất là tốt. Cái bộ kính Oculus Quest đi chung với Beat Saber là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Tại vì sao vậy? Bộ kính này là không có quá nhiều dây nhợ, setup này rất là dễ dàng luôn. Các bạn nữ về chỉ cần login cái tài khoản là Facebook của mình vô trên cái ứng dụng là Oculus app ở phía bên trên là cái điện thoại, sau đó vô là để mua game rồi tải cái bộ tựa game Beat Saber này về, và các bạn có thể tận hưởng game rồi. Trong cái trường hợp mà các bạn muốn mua thêm DLC hay mua game cho nó cũng dễ dàng nữa, chỉ thêm cái thẻ Visa Master của mình vô là thanh toán luôn. Chỉ cần các bạn biết sử dụng Facebook, các bạn hãy mua Oculus Quest và mua cái tựa game Beat Saber này để chơi luôn. Tựa game thứ hai trong danh sách á, thì nếu tựa game đầu là tựa game quốc dân dành cho cả nam và nữ chơi được, thì cái tựa game thứ hai thì có thể chỉ các bạn trai sẽ thích thôi. Thoạt nhìn sơ nha, Walking Dead Saints and Sinners nhìn cứ tưởng một cái tựa game mà chặt chém zombie để giải trí, các bạn chỉ chơi một lần là bỏ qua thôi, nhưng mà hoàn toàn không phải như vậy. Ở bên trong game á, được đầu tư vô cùng chỉnh chu luôn, từ hệ thống điều khiển nè cho tới lại cốt truyện nữa. Thì cốt truyện của game á, sẽ xoay quanh ở một cái thành phố trong New Orleans. Lúc này á, các bạn không cần phải quan tâm nhiều về những con zombie nữa, mà cái thứ mà bạn quan tâm nhiều nhất đó là chính những người sinh tồn khác cùng với bạn. Bọn họ sẵn sàng làm mọi thứ để giành giật lấy luôn những cái phần nhu phẩm còn sót lại, và các bạn cũng phải tìm mọi cách để vừa chống lại họ vừa chống lại lũ xác sống nữa. Điều đó là làm tạo nên cái một cái game này rất có chiều sâu cho game luôn. Thêm vào đó nha, tựa game này là một trong những tựa game đi đầu về cái việc á, thêm nhiều cái cơ chế điều khiển mới cho cái Oculus Quest luôn. Điển hình như các bạn có thể mang theo rất nhiều vũ khí khác nhau, và mỗi vũ khí sẽ ứng lên một bộ phận trên cơ thể, và các bạn sử dụng cái hai tay cầm của mình để lấy những vũ khí đó ra sử dụng. Và mình đã từng chơi thử cái tựa game này rồi, và phải công nhận luôn nó rất là cuốn hút luôn. Không chỉ vì là hình ảnh nó rất là đẹp, một trong những cái tựa game VR đẹp nhất hiện tại luôn, mà còn vì cốt truyện của nó nè, rồi sau đó là cái hệ thống vũ khí đa dạng, rồi lại cho phép chúng ta lại sinh tồn trong thế giới mở, để các bạn muốn đâu thì đi, làm gì làm, nhận rất nhiều nhiệm vụ khác nhau để mà thực hiện luôn. Từ đó các bạn có thể có một cái nhìn rất là chi tiết luôn về cái những sự việc sẽ xảy ra sau cái bối cảnh hậu tận thế. Vì thế nếu như các bạn thích những cái tựa game zombie nè, và mới sở hữu bộ kính Oculus Quest 2 thì nên tải ngay trò này và chơi thử đi. Tới với cái tựa game thứ ba là cái Super Hot VR. Khi các bạn nhìn vô cái đoạn trailer đang chiếu ở đây nha, thì các bạn thấy ủa cái game gì đâu mà sao toàn là những cái khối hình khá là trừu tượng, rồi game là ủa sao thấy chuyển động rất là chậm. Đấy chính là cái điểm đặc biệt của gameplay của tựa game này luôn. Tựa game này sẽ dành cho những cái bạn nào mà là fan của phim Hollywood nè, là đặc biệt là fan của cái tựa game ma trận nha, tựa phim ma trận đó. Các bạn có nhớ cái cảnh mà né mấy viên đạn á, nghiêng người xong rồi đạn nó bay chậm qua không? Gameplay của Super Hot sẽ quay xoay quanh những cái pha quick time event giống vậy luôn. Các bạn á, sẽ đứng ở giữa một cái rừng kẻ thù, tất cả kẻ thù của bạn nè, rồi những cái vật thể xung quanh bạn bao gồm cả đạn, rồi là vũ khí đồ mà nó văng tới bạn đồ á, đều sẽ hoạt động trong cái thời gian vô cùng chậm, và chỉ hoạt động là lại cái theo thời gian bình thường á, khi các bạn xoay người hoặc là các bạn cử động thôi. Vì thế các bạn sẽ có rất nhiều thời gian để dàn nhận trong đầu hoặc là lên kế hoạch đó cho những cái pha hành động không kém gì phim John Wick cả. Mình đã từng thực hiện được một pha nha, đầu tiên là lấy khẩu súng ném thẳng vô một kẻ thù, rồi sau đó khi khẩu súng đó văng ngược trở lại, mình sẽ chụp khẩu súng đó và hạ hai kẻ thù khác. Đó là một pha hành động rất là đẹp mắt luôn. Thì tựa game này á, là mới đầu vô nhiều người sẽ nghĩ nó không có cốt truyện, nhưng mà cốt truyện đằng sau cũng khá là đắt luôn. Các bạn hãy dành một chút xíu thời gian để cho coi cốt truyện của nó nha.
và mình sẽ đảm bảo luôn các bạn sẽ rất bất ngờ với cái kết. Tới với tựa game thứ tư á, có thể rất nhiều người trong các bạn nghĩ tới một tựa game VR hay là chỉ có những mà là một tựa game có góc nhìn thứ nhất, còn góc nhìn thứ ba thì rất khó để làm một cái tựa game VR đỉnh được phải không? Nhưng mà cái tựa game mình muốn giới thiệu ở đây á, tựa game mod này nè, sẽ phá vỡ hết tất cả mọi định kiến về một tựa game VR hay cho các bạn. Tại vì trong game á, hay vì các bạn nhìn góc nhìn thứ nhất á, rồi các bạn là đi đánh với kẻ thù rồi hay là đi giải đố rồi á, thì bạn sẽ theo chân một cái chú chuột tên là Will. Chú chuột này á sẽ là có một chuyến hành trình đi tìm ra những cái bảo vật của mình á, và bạn sẽ đứng ở vai trò đứng người quan sát hướng dẫn chú chuột này đi vượt qua các thử thách. Cái này có tương tự giống như các bạn chơi cái trò chơi mà nuôi thú ngày xưa á, nhưng khác đây là sẽ có những cái màn hành động đánh kiếm chặt chém mà bạn sẽ đứng ở xa bạn hỗ trợ chú chuột này. Bạn có thể điều khiển chú một tay, điều khiển chú chuột một tay vừa giúp chú giải đố những câu đố này hoặc là hỗ trợ chú nhảy qua những cái chỗ mà khó bình thường chú không nhảy qua được. Cái điểm mà khiến mình cảm thấy rất là thích ở tựa game này gì, đó là mối liên hệ giữa người chơi với chú chuột Will. Tại sao vậy? Tại vì á, là nếu như mà ai mình đã từng nuôi thú cưng rồi á, sẽ thấy cái cảm giác á, mình dạy cho chú chuột hoặc là mình dạy cho là chú chó ở nhà mình nuôi á, làm một cái động tác gì đó và chú đó thực hiện được, mình cũng cảm thấy rất là vui mừng và cảm thấy thành công theo. Thì trong cái tựa game này cũng như vậy, bạn có thể là cố gắng hướng dẫn chú rồi sau đó là sắp xếp sẵn đồ đạc á, để chú có thể làm vượt qua cái thử thách, và mỗi khi chú vượt qua được thử thách đó, cái sự lâng lâng trong người rất là khó tả luôn. Mà cái đồ họa của game này rất là dễ thương nữa, nên thành ra nếu như ở nhà mình có con nhỏ này hoặc là mình có là phụ nữ trẻ em đồ gì, hoặc gia đình bạn có những cái thích phim hoạt hình của Pixar, bạn nên mua trò này và để cho các bạn nó chơi thử, bảo đảm luôn các bạn nó ghiền rồi, nhiều khi bạn phải mua thêm một bộ kính thứ hai nữa không chừng á. Và cuối cùng trong danh sách hôm nay á, đó là tựa game Resident Evil 4. Chắc nhiều bạn sẽ nghĩ ủa sao mà cái danh sách gì 5 game hết 2 game zombie rồi. Thì nếu ở trên kia á, ở trên là cái tựa game Walking Dead á, là một cái tựa game thế giới mở đi đúng không, rồi cho bạn đi khám phá xung quanh, thì Resident Evil 4 này thì cái thế giới nó sẽ không có mở bằng. Nhưng mà khi nhắc tới Resident Evil 4 là nhiều người sẽ nghĩ ngay tới một cái tựa game hành động bắn zombie thành công nhất mọi thời đại luôn. Hồi xưa là lúc mà làm trên Game Cup á, là chỉ có độc quyền Game Cup có, là nhờ cái tựa game này mà Game Cup á, bán rất là chạy. Rồi sau đó là phải bọt lên rất nhiều hệ máy khác nhau, và bạn thấy cứ mỗi hệ máy nào ra nha, Resident Evil 4 đều sẽ lên hệ máy đó, để sao để mọi người có thể tận hưởng được một cái siêu phẩm. Và lần này cũng tương tự vậy luôn, nhưng khác có một cái á, là bây giờ bạn không còn nhìn xuyên qua vai của là anh Leon nữa, mà chúng ta sẽ có góc nhìn của anh Leon luôn. Và công bằng mà nói nha, lần này á, nhìn góc nhìn anh Leon mới thấy bé Ash lại nó phiền, nhưng không sao, cái phiền phức này một cái phiền phức mình chấp nhận được. Bù lại những cái phân đại không có Ash lại thì cái sự căng thẳng trong bầu không khí nha, rồi những câu đố mang lại một cái cảm giác rất là mới mẻ, mới hoàn toàn luôn. Thậm chí cái thao tác mà cầm súng bắn súng nè, giờ hồi xưa là Resident Evil có những cái vũ khí nào đều được may chế lại, nhưng mà hồi xưa chúng ta chỉ được thấy anh Leon đứng thủ thế bắn thôi, thì giờ được chúng ta được tận tay cầm những khẩu súng đó vào bắn, và chúng ta sẽ thấy được cái sự căng thẳng trong việc mà đứng yên một chỗ nhìn kẻ thù tới và mà không thể nào làm được gì hết. Đó là chưa kể tới việc mà chúng ta gặp những cái kẻ thù sử dụng cơ máy này, hoặc là những kẻ thù thuộc dạng là quanh hit kill được người chơi luôn á, căng thẳng cực kỳ luôn các bạn ạ. Chỉ có điều chơi những cái trò giống như Resident Evil 4 nè, với lại là The Walking Dead á, thì các bạn nào mà bị tiền đình hay bị rất dễ chóng mặt, nhưng mà sau một thời gian làm quen á, thì là ghiền nó cũng không hay luôn. Nếu như mà các bạn mà về chơi thấy cái game này chơi còn khá chóng mặt thì cứ thử cái Saber với lại Super Hot trước, là hai cái nhịp độ nó sẽ chậm hơn một chút xíu, và sau khi quen với lại hai cái tựa game kia sẽ chuyển sang là Resident Evil với lại Walking Dead. Lúc đó bảo đảm luôn, các bạn sẽ thấy hai trò chơi này là hai trò chơi nên có khi mà bạn có bất kỳ một bộ kính VR nào, không chỉ riêng Oculus Quest 2 mà có thậm chí luôn là HTC Vive hay là Steam Index. Và ngay cả tương lai nếu như mà có những cái bộ kính như là PlayStation VR 2 nè, hoặc là có bộ kính của Apple luôn, mình dám chắc các bạn thử lại tựa game này đi, các bạn vẫn thấy nó hay. Và đó là 5 cái tựa game về cái VR mà mình muốn mang đến cho các bạn khi có sở hữu cái bộ kính Oculus Quest 2 nên thử đầu tiên nha. Nếu các bạn có tựa game nào khác các bạn muốn thêm vào danh sách đó, các bạn có thể để lại bên dưới phần bình luận. Và đừng quên để lại cho bên team của tụi mình một like và một share, đó là nguồn động lực rất lớn cho team của mình thực hiện những video clip khác. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.